tổ chức trò chơi con mực chắc hẳn phải là một người thông minh. Nhưng nếu người chơi lại là những cao thủ, thì liệu phần thắng sẽ thuộc về ai nhỉ? Ở đây! Chúng tôi ở đây! Hình như chúng ta đến nơi rồi. Kìa, búp bê ở đằng kia. Đúng rồi, mau đi thôi. Chào mừng các bạn đã đồng ý tham gia trò chơi con bạch tuộc. Tôi tưởng trò chơi con mực chứ nhỉ. Còn đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng trò chơi con bạch tuộc này. Ôi, nhiều tiền ghê. Tiền thật. Vàng thật luôn. Phần thi thứ nhất sẽ là ném bi vào trong cốc. Mỗi người sẽ được phát một viên bi. Mong cho con là người chiến thắng trò chơi này. Trò chơi bắt đầu. Các ngươi sẽ ném viên bi vào trong cốc này. Tưởng gì dễ ợt. À, chết rồi. Ta còn chưa ném mà. Không. Chưa gì đã thua rồi. Người tiếp theo. Để em. Tiếp tục đi. Yeah, qua rồi. Trời ạ, ghê quá. Trò chơi thứ hai sẽ là trò chơi tách kẹo đường. Mọi người hãy chọn một hình đi. Trò này tôi chơi nhiều rồi, dễ ợt. Wow, hình này tôi tách được. Hình này em cũng tách được nè. Mở đi. Vậy thì hình của tôi chắc chắn cũng dễ thôi. Mọi người có 2 phút để hoàn thành phần thi. Mau đi thôi. Ờ, nhưng mà không có cho cái gì để tách à? Của anh đây. Cái này thì làm sao mà tách được. Thế người có chơi không? Tất nhiên là có rồi. Nghĩ làm khó được ta à? Đấy. Được rồi. May mà ta có cái này. Này mà ngươi cũng nghĩ ra được à? À, ngươi định ăn hết kẹo à? Vậy thì ngươi thua cuộc. Khoan, cô nhìn hình đi. Cũng khá đấy. Này, sao tên kia lâu thế nhỉ? Ngươi có nhanh lên không? Vâng vâng. Sao khó thế nhỉ? Sao thằng này lâu thế? Đến nỗi bọn này nó ngủ luôn rồi. Ngươi nhanh cái tay lên. Hình dễ thế cơ mà. Đúng là ăn hại. Đủ rồi đấy. Tôi chịu hết nổi rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Cô đừng có mà ép người quá đáng. Tôi sẽ kiện cô đấy. Ôi, hắn dám bật lại tổ chức kìa. Vỗ tay, vỗ tay.
rồi. Này, anh có sao không? Dám kiện ta à? Tôi đến muốn xin việc ạ. Công việc ở đây đơn giản lắm. Cậu chỉ cần đi theo tôi, cứ thấy ai động đậy thì bắn. Cậu hiểu chưa? Này, có hiểu không hả? Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Được rồi, đi theo tôi. Trò chơi thứ hai xong rồi, cô mau cho chơi tiếp đi. Trò chơi cuối cùng sẽ là đèn xanh đèn đỏ. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng. Động đậy thì phải bắn nhỉ. À! Cái gì thế này? Tên điên này! Mày không hiểu được của trò chơi này à? Ngu thế hả? Lại nhé mọi người. Vừa rồi là nháp thôi à. Thôi chơi lại đi. Chán quá, hay là nghe tí nhạc cho đỡ stress. Em là em gái say. À, các người chơi nghiêm túc đi. Thôi, chơi tiếp đi. Chết rồi. Không được làm hại em gái ta. À, không, anh trai. Anh. Tao không thể chịu nổi con búp bê này nữa. Con kia, mày dám giết anh trai và em gái của tao à? Ai mà biết đấy là người nhà của cô, lại còn cãi à? Bà cho mày biết tay. Cho em biết lỗi rồi. Chị cầm hết tiền đi, coi như là em tạ lỗi ạ. À, thôi được rồi. Mọi người ơi, chạy đi, có tiền rồi. Thật không? Wow, giàu rồi. Các người dám lừa ta à? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây, lắng kia đâu nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển cái nội dung mới, đó là phim cổ tích. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ like.